cảnh Bà lão ở Thượng Hải nhảy khỏi tòa nhà vì không chịu được đói 9 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa hoàn toàn hoặc dưới hình thức trá hình Thượng Hải, cưỡng đoạt nhà riêng và trường học để làm bệnh viện giã chiến Dân chúng đụng độ với cảnh sát vũ trang, có người phải quỳ lạy van xin Việt Nam công bố ghi nhận 14.660 ca nhiễm Covid-19, 10 ca tử vong trong 24 giờ Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và sau đây, kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 18 tháng 4 của DKN TV. Kính thưa quý vị, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, bản tin của Bộ Y tế Việt Nam công bố cả nước đã ghi nhận 14.660 ca nhiễm COVID-19 mới tại 60 tỉnh, thành phố, 10 ca tử vong, hơn 12.400 liều vaccine tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.253 ca bệnh COVID-19 mới. Kể từ ngày 17 tháng 4, nhiều địa phương trên toàn thành phố đã tổ chức tiêm vaccine COVID cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trước đó, ngày 14 tháng 4, để phục vụ công tác tiêm vaccine COVID cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, Hà Nội đã được phân bổ 72.700 liều vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Theo kế hoạch tiêm chủng, Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. 9 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị phong tỏa hoàn toàn hoặc dưới hình thức trá hình Hiện tại, ở Trung Quốc, ngoài Thượng Hải và tỉnh Cát Lâm, Thành phố Tây An của Thiểm Tây cũng đã bị phong tỏa lần nữa. Tô Châu ở Giang Tô đã siết chặt kiểm soát, người dân ở thành phố Tây Ninh, Thanh Hải không được phép ra ngoài trừ khi cần thiết. Sáu thành thị ở thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây, quận Song Thành và thành phố Cáp Nhĩ Tân của tỉnh Hắc Long Giang cũng đều bị phong tỏa. Thành phố Đông Hưng ở tỉnh Quảng Tây đã bị phong tỏa hơn 50 ngày và vẫn chưa được dỡ bỏ. Còn thành phố Quảng Châu của tỉnh Quảng Đông thì bị phong tỏa dưới hình thức trá hình. Đã 3 tuần kể từ khi Thượng Hải đóng cửa thành phố vào cuối tháng 3, các thảm họa thứ cấp đã xảy ra thường xuyên. Trong những tuần vừa qua, tại Thượng Hải, nơi được mệnh danh là đô thị quốc tế, đã xảy ra những trường hợp người dân ăn không đủ no, không mua được thức ăn, bệnh nhân không thể khám chữa bệnh, bệnh viện dã chiến không có người quản lý, trẻ em bị cưỡng chế phải rời xa cha mẹ và những người già sống một mình đã chết trong tình trạng không ai hay biết. Theo điều tra dân số toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dân số thường trú của Thượng Hải là 24 triệu 870 nghìn 895 người. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa thành phố này, cho đến tháng này, người dân vẫn phàn nàn rằng không đủ thực phẩm và thức ăn. Đoạn video cho thấy, vào tối ngày 12 tháng 4, người dân ở đường Cửu Phú Uyển, đường Ngọc Phong Thương Đô, đường Phan Kính, cùng với người dân ở quận Bảo Sơn và quận Tùng Giang của Thượng Hải đều phải la ó hét lên, chúng tôi cần thức ăn. Có người còn gào thét một cách thảm thiết và tuyệt vọng. Có người thì chủ động xin đi tù để có đủ cơm ăn. Tỉnh Cát Lâm, nơi đã bị đóng cửa trước đó cho đến nay vẫn chưa được dỡ bỏ hoàn toàn. Mặc dù vào cuối tuần trước, chính quyền tỉnh Cát Lâm cho rằng thành phố Cát Lâm đã đạt được mục tiêu Zero Covid trên toàn xã hội. Tuy nhiên, phóng viên của tờ báo The Times đã phỏng vấn một số công dân của thành phố Cát Lâm và họ đã xác nhận rằng nơi đây vẫn đang bị phong tỏa. Tỉnh Cát Lâm thông báo vào ngày 14 tháng 4, tất cả các thành phố và quận trong tỉnh đã đạt được zero covid trên toàn xã hội. Tuy nhiên vào ngày 15 tháng 4, Ủy ban Y tế thành phố Trương Xuân lại nói rằng zero covid trên toàn xã hội không có nghĩa là không lây nhiễm. Do đó không thể dỡ bỏ phong tỏa ngay lập tức. Trong khi đó, chưa đầy 2 tháng kể từ lần cuối Tây An đóng cửa thành phố, giờ đây chính quyền Tây An lại một lần nữa tuyên bố phong tỏa. Theo thông báo chính thức, bắt đầu từ 0 giờ ngày 16 tháng 4, thành phố sẽ tạm thời đóng cửa trong 4 ngày. Người dân trong các cư xá và đơn vị của thành phố sẽ không được phép ra ngoài trừ khi cần thiết. Mặc dù chính quyền cho biết thành phố chỉ phong tỏa tạm thời 4 ngày, nhưng cư dân mạng đã đặt nghi vấn Thượng Hải ban đầu cũng bị phong tỏa 4 ngày, nhưng đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua vẫn chưa mở cửa trở lại. Ngoài Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, thì thị trấn mới Phong Đông, quận Tây Hàm Tân, tỉnh Thiểm Tây cũng đã bị đóng cửa từ tối ngày 14 tháng 4. Thị trấn mới Phong Đông bị phong tỏa và quản lý trong toàn khu vực, người dân trong khu vực không được phép ra ngoài trừ khi thật sự cần thiết. Và các tuyến đường giao thông được thiết lập kiểm soát bằng thẻ các cư xá và các đơn vị trong khu vực được quản lý khép kín, chỉ có một lối ra vào được kiểm soát 24 trên 24. Ngoài ra, ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, chính quyền đã phát đi thông báo vào sáng sớm ngày 16, yêu cầu các quận Ngô Giang, Ngô Trung, Tương Thành, Cô Tô, Hổ Khâu và khu công nghệ cao Tô Châu, kể từ 0 giờ ngày hôm đó, nâng cấp hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh. Tất cả các khu dân cư, khu đô thị, khu tập thể và khu công nghiệp đều được quản lý khép kín, người ngoài và phương tiện không được phép vào trừ khi cần thiết. Các biện pháp này đã bị cáo buộc là tương đương với việc đóng cửa thành phố một cách trá hình. Theo thông báo chính thức của tỉnh Thanh Hải, kể từ 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 đến 24 giờ ngày 17 tháng 4, tỉnh lỵ thành phố Tây Ninh sẽ tiến hành phong tỏa tại các huyện Thành Trung, Thành Tây và Thành Bắc. Đồng thời, ba đặc khu hành chính là quận Thành Trung, Thành Tây và Thành Bắc của thành phố Tây Ninh bao gồm công viên Nam Xuyên, quận mới Hải Hồ và công viên sinh vật, lần lượt hạn chế phương tiện và người đi bộ ra vào. Tất cả người dân không được phép ra ngoài trừ trường hợp cần thiết. Về nguyên tắc, mỗi hộ gia đình sẽ sắp xếp một người để đi mua thực phẩm. Thành phố Thái Nguyên, thủ phủ của tỉnh Sơn Tây, trước đó cũng thông báo kể từ 5 giờ ngày 13 tháng 4 sẽ đóng cửa toàn bộ 6 khu đô thị của thành phố Thái Nguyên. Và người dân cũng chỉ được phép đi vào chứ không được đi ra. Kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 4, quận Song Thành, Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị đóng cửa hoàn toàn để quản lý. Người và phương tiện không có việc cần thiết bị cấm lưu thông và tất cả các nút giao thông, đường cao tốc ra vào quận Song Thành cũng đều bị kiểm soát giao thông tạm thời. Ngoài ra, thành phố Đông Hưng tỉnh Quảng Tây đã bị đóng cửa và kiểm soát từ tối ngày 23 tháng 2. Hiện toàn bộ cư dân vẫn đang bị cách ly tại nhà. Mọi người đã đăng lên Weibo nói rằng 50 ngày không làm gì, không ra khỏi cửa, không được phép giải tỏa áp lực. Do đó, áp lực đã càng ngày càng lớn, bao nhiêu người vừa sợ hãi vừa bất lực. Sợ rằng sẽ không ai chú ý đến thành phố nhỏ của chúng ta, cho đến khi nó bị lãng quên, bị bỏ rơi và tự sinh tự diệt. Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cũng đã bị đóng cửa trá hình. Kể từ ngày 11 tháng 4, công dân không được phép rời khỏi thành phố, trừ trường hợp cần thiết nếu như thực sự cần thiết rời khỏi thành phố thì phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính axit nucleic trong vòng 48 giờ. Các trường tiểu học và trung học của thành phố sẽ tạm thời ngừng dạy học trực tiếp. Tuần này, Thâm Quyến đã một lần nữa chia quận Phúc Điền và quận Nam Sơn thành 3 khu vực, bao gồm khu vực kiểm soát khép kín, khu vực kiểm soát quản lý và khu vực phòng ngừa. Tiếp theo là một diễn biến đáng chú ý. Thảm cảnh, bà lão ở Thượng Hải nhảy khỏi tòa nhà vì không chịu được đói. Thượng Hải bị phong tỏa một cách hà khắc trong thời gian dài đã tạo nên một thảm họa nạn đói. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một bà lão đã nhảy từ một tòa nhà xuống đất vì không chịu được đói. Còn người chồng đang khóc lóc bên cạnh xác chết, cảnh tượng vô cùng thương tâm. Trong đoạn video cho thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm sấp trên bãi cỏ ở phía dưới một tòa nhà cư dân Bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi đang kêu khóc đến khản cả giọng. Cư dân mạng chia sẻ đoạn video chỉ ra rằng vụ việc diễn ra ở Thượng Hải. Người phụ nữ lớn tuổi này được cho là đã tự tử, tử bằng cách nhảy ra khỏi tòa nhà vì không chịu được đói. Trên mạng xã hội Twitter, một cư dân mạng khẳng định tiếng kêu khóc của ông cụ đúng là tiếng địa phương ở Thượng Hải. Đây là tiếng địa phương quê hương thời Chu đang kêu cứu mạng với, tôi nghe giọng này tuy không quen thuộc nhưng cảm thấy vô cùng đi ai. Cư dân mạng Twitter nhao nhao bình luận với sự đau buồn và phẫn nộ. Tiếng kêu khóc bất lực. Nghe mà tan nát cõi lòng, xin chia buồn cùng ông. Nạn đói lớn 60 năm trước không chết mà lại chết đói ở Thượng Hải, nơi có nguồn vật tư dồi dào. Đất nước mà khiến một ông cụ tóc trắng kêu gào thảm thiết như vậy thì gọi là đất nước gì đây? Không ai mong muốn một thời đại như vậy cả. Đây rốt cuộc là bẻ cong nhân tính hay là không có đạo đức? Quả thực không thể tin rằng đây là Thượng Hải của Trung Quốc thế kỷ 21. Bao giờ thì bi kịch này mới kết thúc đây? Một đoạn video khác được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một phụ nữ Thượng Hải cũng đang quỳ xuống đất cầu cứu, sắp chết đói rồi. Một người phụ nữ khác bên cạnh thuyết phục, "Đừng khóc nữa, không ai quan tâm đâu." Video không rõ địa điểm quay, không biết là khu dân cư bị phong tỏa hay là khu vực cách ly tập trung. Thông tin trên mạng Internet cho thấy, không chỉ ở Thượng Hải mà tại các thành phố bị phong tỏa trên khắp Trung Quốc, một số công dân đã tự tử, tử vì không thể đi bệnh viện chữa bệnh hoặc không thể chịu được đói. Thượng Hải đã bị phong tỏa hơn nửa tháng, cũng có một số khu vực đã bị phong tỏa suốt hơn một tháng. Một số lượng lớn người dân đang thực sự chết vì đói, đặc biệt là những người già sống một mình, tình hình còn thê thảm hơn nữa. Nhiều cư dân mạng kháo nhau rằng Cuộc xóa sổ Covid mang hình thức chính trị điên rồ này được gọi là cách mạng văn hóa 2.0. Còn các nhân viên chống dịch mặc bộ quần áo bảo hộ màu trắng thì bị chế giễu là vệ binh áo trắng. Ở một diễn biến tương tự, Thượng Hải cưỡng đoạt nhà riêng và trường học để làm bệnh viện giã chiến, người dân quỷ lại van xin. Hiện tại tình hình dịch bệnh ở Thượng Hải vẫn đang nóng lên chính quyền đã cưỡng chế trưng dụng các khu chung cư và cả trường học để làm địa điểm cách ly, dẫn đến các cuộc biểu tình quy mô lớn. Tuy nhiên đã bị chính quyền cử cảnh sát vũ trang đàn áp dữ dội. Rất nhiều người đã bị thương và nhiều người khác bị bắt. Vào ngày 15 tháng 4, một cư dân của cư xá quốc tế Nashi ở thị trấn Trương Giang, khu mới phố Đông Thượng Hải, có bút danh là Trần Ninh, nói với phóng viên NTD TV rằng vào chiều ngày 14 tháng 4, hai nhóm cảnh sát đã đến cư xá của họ để cưỡng chế trưng dụng các căn hộ làm bệnh viện giã chiến. Trần Ninh nói: Khi nhóm cảnh sát đầu tiên đến, người của chúng tôi đã nói chuyện lớn tiếng với họ và họ đã rời đi. Một giờ sau, nhóm cảnh sát thứ hai lại đến và ra lệnh cho xe công trình lao vào đám đông chúng tôi. Chúng tôi người thì ngồi dưới đất, người thì đứng ở đó, người thì nằm xuống, không để họ đi qua, không cho xe tiến đến. Trần Ninh cho biết vào thời điểm đó tất cả cư dân trong cư xá đều tự bỏ niêm phong và xuống tòa nhà để phản đối. Tuy nhiên, cư dân không nhiều như lực lượng cảnh sát. Trần Ninh kể, lúc này cảnh sát bắt đầu xô đẩy người của chúng tôi sang một bên. Khoảng 3-4 cảnh sát đến khiêng một người. Và tất nhiên, cư dân của chúng tôi muốn tự bảo vệ mình. Và sau đó, hai bên đã xảy ra xung đột. Trần Ninh kể rằng, nhiều người đã bị thương trong cuộc đụng độ. Một số người khác sau đó đã quỳ xuống van xin cảnh sát đừng đánh. Trần Ninh kể lại rằng, chúng tôi có nói gì họ đều không lắng nghe, chúng tôi cũng không muốn chủ động xô sát với họ, vì vậy chúng tôi không có cách nào khác mới phải quỳ xuống, xin họ đừng đi vào và quỳ trước xe của họ. Có khoảng 10 cư dân lao tới phía trước đã bị áp giải vào xe cảnh sát và bị đưa đi. Vào đêm hôm đó, sau khi bị gian dạy một hồi trên đồn cảnh sát, họ mới được đưa trở lại. Theo Trần Ninh, có 17 tòa trung cư trong khu phố của họ thì đã có đến 14 tòa bị trưng dụng. Vào ngày 12 tháng 4, sau khi quản lý khu phố thông báo họ phải dọn ra ngoài để chính quyền trưng dụng các căn hộ của họ làm bệnh viện giã chiến và cách ly người nhiễm COVID-19. Vì lo ngại dịch bệnh lây lan nên họ đã kháng nghị tập thể. Chính quyền không chỉ trưng dụng nhà dân mà còn trưng dụng cả trường tiểu học ngoại ngữ Phu Trang, phố Đông để làm bệnh viện giã chiến. Vào ngày 14 tháng 4, cư dân của các cư xá gần đó cũng đã tự mình dỡ bỏ niêm phong và xuống đường để phản đối. Trịnh Hạo, một cư dân ở khu mới phố Đông, Thượng Hải cho biết, hiện có rất nhiều người bị nhiễm bệnh và các bệnh viện giá chiến xây dựng vẫn không đủ chứa. Do đó, những trường học đóng cửa tạm thời đã được sử dụng làm bệnh viện giá chiến. Ở những nơi rất gần với khu trung cư, những người bị nhiễm bệnh bị cách ly ở bên trong. Bởi vì điều này chẳng khác gì đang đặt virus bên cạnh họ, nên mọi người đã phản đối và rất nhiều người đã bị bắt. Quý Hiếu Long, một công dân Thượng Hải khác, đã lên mạng xã hội kêu gọi chính quyền Thượng Hải nên sử dụng tất cả các trường đảng, các phòng sinh hoạt sang trọng dành cho các cán bộ kỳ cựu, bao gồm cả căn cứ bí mật của ủy ban giám sát làm bệnh viện giá chiến thay vì đi cưỡng chế trưng dụng nhà dân và trường học. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe cập nhật sáng ngày 18 tháng 4 của DKN TV cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại